Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn đặt vòng hoa thắp hương kính viếng. Để bày tỏ lòng tước thiêng vô hạn đối với một bậc cao tăng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp làm lợi lạc quần sinh, đề nghị phái đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trôi qua, xin trân trọng kính mời phái đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiễu quanh kim quan của Đức Trường Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người lãnh đạo tối cao tinh thần của Phật giáo đồ, để tiễn biệt giác linh ngài lần cuối cùng. Trân trọng kính mời phái đoàn trở về bàn thư ký, ghi đôi dòng lưu bút vào sổ tang. Trong khi tổ chức lễ tang, không sao tránh khỏi những sơ thất về tiếp đón. Kính mong quý vị niệm tình hoan hỷ. Kính thưa quý phái đoàn, núi nùng mây mờ che phủ, gió lạnh lùng ngọn trúc rũ hắt hiu. Ao thất bảo nở hoa, đón bậc chân tu tiêu dao miền cực lạc. Trên tinh thần vì nước vì dân, vì độc lập hòa bình ở cõi nhân gian, Đức Trường Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đã trọn vẹn nghĩa tình với quê hương đất nước, trải qua 105 năm khắc tích ở cõi đời và 85 năm tùy hành Phật sự tại nhân gian. Đức Trường Lão Hòa Thượng đã đi trọn cuộc đời mình cống hiến cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh. Hôm nay ngài đã an nhiên thâu thần viên tịch trở về cõi niết bàn vô chung bất diệt. Cảm niệm ân đức sâu dày ấy, phái đoàn Ban Dân vận Trung ương vào đặt vòng hoa thắp hương kính viếng. Oh.
kính mời phái đoàn Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào đặt vòng hoa thắp hương kính viếng. Còn ghi tên người, đất Ninh Bình đã sinh trưởng và dung dưỡng nên Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trải qua 105 năm khắc tích ở cõi đời và 85 năm mùa tùy hành Phật sự tại nhân gian, nay người con ưu tú của đất cố đô Hoa Lư Ninh Bình đã trở về cõi Niết Bàn vô chung bất diệt. Cảm niệm ân đức sâu dày ấy, phái đoàn tình ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Ninh Bình do bà Nguyễn Thị Thu Hà, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình làm trưởng đoàn thắp tuần hương kính viếng. Để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với một bậc cao tăng thạc đức đã đi trọn cuộc đời mình cống hiến cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh, làm đấng mô phạm trong chốn thuyền môn, đề nghị phái đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, trân trọng kính mời phái đoàn từ từ trang nghiêm nhiễu quanh kim quan của Đức Ngài để tiễn biệt giác linh Ngài lần cuối cùng, và kính mời trưởng các phái đoàn trở về bàn thơ ký ghi đôi dòng lưu niệm vào sổ tang. Kính thưa quý phái đoàn, đất Yên Khánh sinh dòng tu thiện, chùa Viên Minh tiễn khách siêu phương. Cả cuộc đời của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam như những vì sao bắt đầu. Ngài sống thanh bạch, thanh bình tu đạo trên ngôi vị cao nhất lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng quê hương, giải phóng đất nước. Cùng với Đảng bộ và nhân dân các cấp xây dựng khối đại đoàn kết trong dân tộc, với những công đức đóng góp to lớn ấy, Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Chủ đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác. Hôm nay, quý vị nhận được tin Đức Ngài Viên Tịch đại diện cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh Ninh Bình quy tụ về nơi thiền sàng này để đặt vòng hoa thắp hương kính viếng. Thay lời ban tổ chức lễ tang, xin trân trọng cảm ơn phái đoàn. Sau khi ký vào sổ tang, trân trọng kính mời phái đoàn trở về khách đường, ban tổ chức xin được tiếp đón.